ở lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp Australia vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 9. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng đây là một trận đấu hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi dù sao đi chăng nữa, chênh lệch về mặt đẳng cấp của các cầu thủ là rất lớn. Phần lớn các cầu thủ được huấn luyện viên Graham Arnold triệu tập trong đợt tập trung lần này đều đang thi đấu tại châu Âu. Và theo trang Transfermarkt, đội hình tuyển Australia được định giá vào khoảng 42,75 triệu euro. Trong khi đó, binh đoàn rồng vàng chỉ được định giá 4,93 triệu euro, tức thấp hơn gần 9 lần so với đối thủ. Aaron Moy là cầu thủ có giá trị cao nhất của Australia vào khoảng 6 triệu euro. Tiền vệ sinh năm 1990 từng khoác áo nhiều câu lạc bộ tại Anh như Bolton Wanderers, Huddersfield Town hay Brighton & Hove Albion. Đứng thứ hai là thủ thành Matthew Ryan với giá trị vào khoảng 6 triệu euro. Anh từng có cơ hội gia nhập nhiều đội bóng tên tuổi tại châu Âu như Valencia hay Arsenal. Hiện tại, Matthew đang thuộc biên chế của Real Sociedad thi đấu tại La Liga. Ngoài ra, trung vệ trẻ Harry Suta cũng được định giá lên tới 3 triệu euro. Cầu thủ này hiện đang đóng vai trò trụ cột tại Stoke City và được nhận định là một trong những trung vệ tiềm năng bậc nhất tại Championship, giải đấu danh giá thứ hai tại Anh sau Premier League. Trước ngày đụng độ Việt Nam, đoàn quân thiện chiến của huấn luyện viên Arnold cũng tỏ ra đầy tự tin. Chân chạy cánh Auer Marbin, người đã ghi được bàn thắng trong trận đấu gặp Trung Quốc, phát biểu trên tờ Soccer News: "Chúng tôi đến Việt Nam để làm nên lịch sử và sẽ còn nhiều trận thắng khác đang đến. Đội tuyển Australia mới chỉ đang khởi động thôi. Tôi đang thực sự háo hức với những cuộc so tài phía trước." Được biết, sau thắng lợi trước Trung Quốc, Australia đã thiết lập chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, kéo dài từ tháng 9 năm 2019 cho tới nay. Nếu đánh bại Việt Nam, tập thể được dẫn dắt bởi Graham Arnold sẽ phá kỷ lục tồn tại suốt 24 năm qua. Trong khi đó, báo chí xứ sở chúa túi lại dành cho những chiến binh sao vàng một sự tôn trọng nhất định và gọi Việt Nam là thử thách rất khác so với Trung Quốc. Tờ Sydney Morning Herald lên tiếng cảnh báo đội nhà: "Australia có khởi đầu không thể tốt hơn ở vòng loại cuối cùng World Cup khi đánh bại Trung Quốc 3-0 dù gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị, thậm chí phải thi đấu tại Doha. Tuy nhiên, một thử thách rất khác đang chờ đợi họ vào thứ ba tại sân vận động Mỹ Đình. Soccer phải đối đầu với Việt Nam, đội đang tràn đầy quyết tâm sau trận thua Ả Rập Xê Út. Cũng liên quan đến quá trình chuẩn bị, Australia đã vỡ kế hoạch khi không thể đến Việt Nam vào ngày 3 tháng 9 như dự kiến. Thay vào đó, họ mới chỉ đáp chuyến bay xuống Nội Bài vào tối muộn ngày 4 tháng 9. Điều này đồng nghĩa với việc ông Arnold và các học trò sẽ chỉ có vỏn vẹn 2 buổi tập trên sân Mỹ Đình trước khi bước vào trận đấu đối đầu với đội tuyển Việt Nam.